Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ update thêm mua cây vũ khí chó 40 dòng 1 nè. Chó 40 dòng 1. Đây, như anh em thấy thì cây của Khải mua lúc đầu thì 10 kim. Ở lúc đầu thì đó là gọi là lúc đầu server anh em. Nó lúc đầu hơi tầm 7 nhưng mà ý cái đoạn hồi Khải mua cái cây này là khoảng lúc đó server khoảng 3 tháng rồi. Thì cho đến bây giờ server được 6 tháng rồi nè. Thì những cái cây chó như thế này nó khá rẻ thôi. Không có được mắc, không có mắc như lúc đầu nữa. Nên là Khải vừa rồi Khải có xem một cái cây đao khá đẹp. Nên là Khải sẽ mua cái đao này. Đây, Khải sẽ mua cái đao này và đây, ông đang ngồi bán 2k nhưng mà Khải chạy giá thì ông bán Khải 1k vạn anh em ơi, 1k vạn. Thì được chút rồi ông vô ạc anh em ơi. Thì 1k vạn này thì nó khoảng tầm 2 kim anh em, 2 cục kim bảo thôi. Một cái này là đẹp rồi nè, một cái này đẹp này. Đó. Ông đang ngồi sinh lực lực đang ngồi với giá 2000 vạn thì Khả sẽ trả 1k rồi anh em, Khả trả 1k vạn rồi. Bây giờ thì Khả đợi ông lock ạc rồi vào giao dịch thôi. Đợi lock ạc vào giao dịch thôi. Ok, nói chung thì chơi thì cũng update đồ nó thêm đẹp đẹp một tí nè. Khả cũng đang muốn tìm một số đồ nữa mà vẫn chưa có cái nào ưng ý. Như cái đao này Khả ưng ý quá rồi. Đao này Khả mua giờ Khả phát sáng nữa là đẹp luôn nè. Đó. Ok chưa? Thì tính ra khoảng tầm hai cục kim bảo nè, kim bảo ok, quá đẹp. Rồi, nhưng mà đợi Khải phát sáng ấy. Khải phát sáng xong rồi lên đảo nè. Hôm trước Khải có cho anh em xem nữa, coi phát sáng lúc đó là bao nhiêu tiền mình không nhớ nữa. Nói chung là mình sẽ cố gắng phát sáng. Sáng rồi sẽ lên đảo. Rồi phát sáng từ hôm bữa trước nó phát sáng bao nhiêu tiền ta? Rút thêm vàng tham gia mua trong đội phát sáng chỗ nào ta, bên kia đó là làm ngựa rồi. Nói chung là đỡ cái nghiên cứu, nói chung phải phát sáng cây đó là mới đẹp nè. Đó, anh em sẽ làm một lần nữa. Cái này thì nó đẹp hơn cây cũ Khá nè. Cây cũ Khá này hồi Khải mua 10 kim á. 10 kim thì nó tương đương là 700k Việt Nam đồng. Còn cái này thì 2 kim thì nó khoảng 150k thôi nè. Nói chung tầm này server nó đã trôi qua 6 tháng rồi. Đồ nó cũng khá là rẻ, không mắc nhiều xưa nữa. Cái này thì được sinh lực, nó lực khá đẹp cho thấy yên nè. Còn cây Khả nhìn phèn quá. Đó. Cái này nhìn quá cùi. Nói chung chủ yếu lấy hiệu ứng thôi. Chủ yếu lấy hiệu ứng thôi. Rồi, ok. Anh em xem video đừng quên cho Khả một like, chia sẻ cũng như là ủng hộ đăng ký kênh, một subscribe và đăng ký kênh, nhấn vào chuông theo dõi nha anh em ơi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều, cảm ơn.